Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ thực hiện clip múa quạt dưới sự thể hiện của Minh Tùng, Minh Hung và Minh Tài với nền nhạc của bài hát 999 Đóa Hồng.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của chúng tôi. Các bạn đừng quên bấm like, subscribe để theo dõi các cái clip giải trí của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.